Hôm nay mình chia sẻ với anh em về các cái cặp gà kiểng của mình ha. Đầu tiên thì mình nói về cái gà Ba Lan, gà sư tử Ba Lan. Gà sư tử Ba Lan này thì có rất là nhiều màu, đặc biệt là cái chùm lông trên đầu của chúng như một cái dương miệng nhỏ ha, làm tôn vinh vẻ đẹp kiêu kỳ. Và gà sư tử Ba Lan này vừa đẹp vừa lạ, và càng lai càng sinh sản càng lâu á thì màu của chúng đột biến và rất là đẹp mắt. Do cái tên gọi là sư tử nên giống gà này rất là sung, rất là hiếu chiến, và cái bờm lông trên đầu của giống gà này thì giống như con sư tử, người ta gọi là gà sư tử Ba Lan. Về cái kỹ thuật nuôi con gà sư tử Ba Lan này thì không khác gì nuôi các cái giống gà địa phương ha, không khác gì nuôi các cái giống gà khác như gà ta. Chỉ cần là chúng ta cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ha, để cho con gà được sung sức, đồng thời bổ sung và thêm cái vaccine, và chúng ta làm sao cái chuồng trại lúc nào cũng thoáng ha, khô ráo thoáng mát. Ở đây là mình cho nó ăn hóc lúa rồi cám gà con, mình mới vừa bỏ vô cái các con sâu rồng nè, con sâu super worm nè, siêu sâu á, nó bu vô nó ăn ha, nó dành nó ăn, rồi mình bổ sung cái chất mồi tươi cho nó, rồi lâu lâu thì có thể mình cho nó ăn thêm rau xanh để cho con gà này nó mạnh khỏe và nó giao phối, nó sinh sản ha. Nó đang ăn các cái con sâu rồng nè. Các con gà thì nó rất thích là ăn các cái con sâu rồng. Sâu rồng là mình nuôi mình cho gà ăn thôi, chủ yếu là cho gà ăn, lâu lâu ấy thì mình cho nó ăn ha. Mấy con gà này nó thích ăn cái con sâu rồng này lắm. Gà sư tử Ba Lan thì mình nuôi khoảng 7 đến 8 tháng thì bắt đầu nó đẻ nha anh em. Và mỗi năm gà mái là đẻ khoảng 100 trứng, 100 trứng. Trong đó thì tỷ lệ nở ra con thì khoảng 80 đến 85% ha. Cho nên anh em nào có đam mê nuôi gà sư tử Ba Lan này làm kiểng ha, rồi có thể là biếu quà Tết, thì anh em sưu tầm một vài cặp trống mái chúng ta về nuôi làm kiểng ha. Mình thấy mình nuôi rất là đẹp và nó gái rất là hay nha anh em. Gà sư tử Ba Lan này nó gái cái giọng rất là to ha, cũng như gái như gà ta. Còn ở đây là gà Sirama, có nghĩa là gà Malaysia anh em. Riêng gà Sirama này thì có cái trọng lượng rất là nhỏ và có thể dễ dàng nhận biết về phân biệt đối với gà này với các cái gà khác ha. Loại gà này thì có cái chiếc mào đơn rất là nhỏ, với khuôn mặt là nhỏ nhắn, tiêu chuẩn để đánh giá gà Sirama đẹp. Đó là cái ngực ưỡn, lưng ngắn, mông nhỏ gọn. Và loại gà này thì có cái dáng đứng rất là oai vệ ha. Và cái loại gà Sirama này thì rất là hiền, chúng rất là thân thiện với những con vật khác và rất là khá dạng, nó rất là dạng người anh em, nên rất được yêu thích với mục đích là chúng ta nuôi để làm cảnh ha. Lông đuôi của loại gà này thì dựng đứng. Về cách chăm sóc loại gà Sirama này thì chúng ta cần lưu ý chuẩn bị cái chuồng trại thật kỹ càng ha. Chuồng gà thì cần che kín, chỉ chừa một vài chỗ không hơ cho gà. Kích thước chuồng nuôi thì không cần quá rộng, chúng ta chỉ cần là đủ cho gà đi lại và sinh hoạt thoải mái là được. Ở đây thì mình nuôi trong cái lồng sắt 1,2 m mình ngăn ra ha, có thể là lồng sắt 1 m nuôi cũng được cặp gà ha, mình để cho nó sinh sản. Và chính vì cái chuồng trại không cần diện tích rộng cho nên thì gà cảnh này thì phù hợp để nuôi làm cảnh ở những nơi diện tích nhỏ hẹp ha, như các thành phố, các khu công nghiệp. Nhà anh em nào mà chật hẹp thì chúng ta cũng nuôi được các cái cặp gà kiểng này ha, vì niềm đam mê. Loại gà Sirama này thì cũng giống như tất cả các loại gà cảnh khác thôi. Cái thức ăn chính của gà này thì gồm cám, là ngũ cốc, rau xanh. Ở đây mình cho nó ăn con sâu rồng nè, anh em nào có nuôi sâu rồng, sâu super wow, sâu đại này nè, siêu sâu này nè, anh em cho nó ăn ha.
Tất cả các loại gà thì sâu rồng sâu đại này thì nó rất là thích ha. Mặc dù là cho nó ăn no đầy đủ rồi nhưng mà bỏ sâu rồng vô là nó bu lại nó ăn ha, nó ăn no bầu diều thì thôi. Thì cái này bổ sung thêm cái thức ăn tươi cho nó ha. Thì lâu lâu anh em có thể bỏ thêm rau xanh cho nó ăn để có chất dinh dưỡng và nó giao phối nó đẻ ha. Rồi mình nhân giống ra mình nuôi ha. Chú ý là thức ăn và thức uống của gà thì chúng ta chế biến cho sạch sẽ ha, bảo quản kỹ càng, tránh không cho gà ăn những cái thức ăn mà bẩn nè, rồi ôi thiêu sẽ làm cho gà có thể bị bệnh ha. Và khi gà con nở khoảng 2 tháng trở lại á thì chúng ta có thể cho chúng ăn cám bắp dành cho gà, và càng lớn thì có thể thay đổi thức ăn như rau xanh, rồi thức ăn có đạm, rồi có thể là lươn băm nhỏ, rồi dế, rồi giun, các cái con trùng quế rồi ha anh em cho nó ăn. Còn ở đây là gà gà tre Thái. Giống gà tre Thái này thì cũng có kích thước và trọng lượng tương đối nhỏ, và gà tre Thái này có bộ lông rất là dài mượt với gam màu đa dạng, thường được người mua chọn về để làm cảnh. Nói chung là gà này cũng gọi là gà cảnh ha. Và hiện nay thì nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng, làm tiền đề để chúng ta nuôi con gà tre này trở thành một trong những loài vật nuôi, và hiện nay cũng là một vật nuôi mà được rất là nhiều người săn đón ha. Về cách làm chuồng cho gà tre Thái thì cũng như các cái loại gà trước mình vừa nêu ha. Về chuồng trại thì cần đảm bảo một số chỉ tiêu như sau. Cái thứ nhất thì sàn chuồng gà tốt nhất nên chọn làm bằng tre, bằng nứa đang mắc khưa để phân gà dễ rơi xuống phía dưới ha, thuận tiện cho cái việc là vệ sinh môi trường của gà. Về thức ăn của gà tre Thái này thì thức ăn trong cái thời kỳ đẻ trứng á thì chúng ta nên cho gà ăn những thức ăn như là thóc, ngô, vừng, đậu, rồi lâu lâu thì anh em cũng bổ sung thêm cái thức ăn tươi ha, như là sâu súp bơ vơm, rồi các cái rau xanh ha, các cái rau đậu, và bổ sung thêm các loại thực phẩm rau xanh đảm bảo cung cấp đủ vitamin, khoáng chất cần thiết cho gà đẻ. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng cần bổ sung thêm lượng đạm giúp gà có thêm chất dinh dưỡng và canxi, hỗ trợ cho việc là gà đẻ trứng và giữ cái chất lượng trứng cao, như các cái loại mình vừa nói như lươn nè, cá nè, tép, rồi trùng quế, giun, cua ốc, vân vân. Đặc biệt là các cái con sâu rồng á, sâu super worm ha. Anh em nào có nuôi thì cho nó ăn. Và không nên cho ăn những cái loại thức ăn chứa nhiều chất béo, bởi vì ăn sẽ giảm khả năng đẻ trứng và cái giảm chất lượng trứng nha anh em. Anh em nhìn cặp gà trống mái, gà tre Thái rất là đẹp ha. Ở đây là mình quay cái cặp gà Sirama, gà Malaysia. Nuôi mấy cặp gà kiển này rất là thú vị anh em. Nói chung thì tiếng gáy của các loại gà kiển này nó gáy cũng rất là hay, nó gáy cũng là thánh thoát á. Và chủ yếu là mình làm kiển thôi, rất là đẹp. Gà Sirama này nó cũng rất nhiều màu nha anh em, màu trắng cũng có, rồi màu vàng, màu đen, rồi là hình như màu vảy cá cũng có. Và nuôi nó đẻ, nó cũng đẻ, thường mình nuôi nó đẻ là khoảng cũng 6 trứng 7 trứng, và nó ấp ra cũng nở con rất là đều ha. Đặc biệt là cái loại gà, mấy gà kiển này nó rất là dạng người, nó rất là thân thiện với con người ha. Có thể mình ra mình rờ rờ mình chơi ha, mình đùa với chúng, nó gặp mình nó cũng rất là mến, nó không có nhát người ha. Thậm chí là anh em thả ra nó đi vòng vòng nó chơi ha, thả ra nó đi vòng vòng, rồi mình
chiêm ngưỡng ha. Sau đó mình bỏ lại chuồng cho nó đẻ ha. Rồi anh em quan sát mấy con gà này nó ăn sâu rồng nha anh em. Mình thì mình nuôi sâu rồng rất là nhiều anh em biết rồi. Đó. Mình nuôi là chủ yếu là cho gà, chim, gà, cá cảnh ăn ha. Gà đông tảo, rồi gà ta, rồi các cái loại gà kiển, rồi cho cá ăn, cho chim ăn. Mình bỏ vô cho mấy con gà này nó ăn này, mấy gà kiển nó ăn này, nó mê lắm. Thức ăn lúc nào cũng đầy trong chuồng á, nhưng mà bỏ sâu rồng vô, loại sâu này vô thì nó bu lại nó ăn này. Nó mổ nó ăn liên tục, nó ăn khi nào no dìu thì thôi. Cho nên anh em nuôi gà, nuôi cá, nuôi chim mà anh em kết hợp nuôi với sâu rồng này nè, anh em cho gà, chim, gà, cá cảnh ăn thì nó mê lắm. Và chim, gà, cá cảnh ăn con sâu rồng này thì nó rất là sung ha, nó rất là khỏe mạnh, không cần thuốc men gì hết. Mình nuôi là không có thuốc men gì đâu, thậm chí mình không có tiêm vaccine gì hết. Mình chủ yếu là mình mua tỏi về ha, mua củ tỏi về rồi mình có thể là xay nhuyễn ra, mình bầm nhuyễn ra, mình ngâm với rượu trắng ha. Anh em mua cái loại rượu nhất á, về ngâm với tỏi để ngâm khoảng chừng 10 ngày nửa tháng gì đó, thì anh em chế nước, chế rượu tỏi đó vô pha trong nước cho nó, cho tất cả các loại gà rồi bồ câu, mình cho nó uống nước tỏi thôi chứ mình không có cho uống thuốc gì hết á, nên gà rất là mạnh khỏe. Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay rảnh rảnh thì mình quay lại các cặp gà kiển, mình quay mình chia sẻ với anh em. Rồi xin chào anh em, chúc anh em cuối tuần ha luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân.